Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với mình, cũng là cột mốc đánh dấu chặng đường mà mình và anh đã đi qua cùng nhau. Tụi mình quen nhau trong khoảng thời gian không quá lâu cũng không quá ngắn, nhưng lại thật sự rất hợp nhau về suy nghĩ và cả lối sống. Sẽ có những lúc bất đồng quan điểm, nhưng mà mình biết đó là điều không thể tránh khỏi trong bất cứ mối quan hệ nào. Cái quan trọng là sau những cuộc nói chuyện đó, tụi mình càng hiểu và càng thương nhau hơn. Em cảm ơn anh vì đã luôn lắng nghe và nhẫn nại với em. Từ lúc mà anh nhắn tin làm quen em cho tới bây giờ, anh vẫn vậy, vẫn không hề thay đổi một cái gì hết. Cảm ơn anh vì đã luôn đem lại cảm giác an toàn cho em. Mình thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì giờ đây gia đình của tụi mình đã có thêm một người con gái cũng như một người con trai. Dưới sự chứng kiến của ông bà tổ tiên và tất cả mọi người, em mong em và anh có thể bỏ đi cái tôi để mà cùng nhau yêu thương, thấu hiểu và bao dung để có nhiều thứ hơn nữa. Sẽ mãi hạnh phúc cùng nhau dù là khó khăn hay là vui sướng. Hôm nay là lễ đính hôn của con với Quang, thì em có đôi lời gửi đến hai bạn là em mong là sau cái lễ này thì hai bạn sẽ mãi hạnh phúc và sẽ bên nhau thì sẽ luôn có thành công trong cuộc sống và cả trong học tập và công việc. Mong cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc ạ. Nhân hai em có lời chúc gửi tới hai cháu là nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống này. Thì cũng nhân dịp này cũng mong em mình tìm được tấm chồng tốt, hai đứa cùng nhau vượt qua khó khăn, trăm năm hạnh phúc, đồng bạn thăng long. I came here alone with a fire in my bones and plans of a distant dream. A traveler at heart with an unknown path in a world full of sights unseen. And I sway to and fro like a pendulum rope to push and pull of the sea. With a choice to decide to go with the tides or walk on my own. Borderlines, let's live on the other side. See the way this world can come alive. Cross the borderlines, let's live on the other side. See the way this world can come alive. I came to the shore with urge to explore the lands of the great unknown. The rhythm inside as I open my eyes to see the world unfold. Will you come with me to the sights unseen when no man's gone before? Let's take to the road a life of our own in search of something more. To see a different light shines on the other side, but shows us there is more to this life. Em cảm ơn tất cả mọi người về sự chuẩn bị và có mặt trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay của tụi em. Đó là sự yêu thương và cũng như là lời chúc phúc dành cho vợ chồng em.